Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thanh, năm nay 94 tuổi, trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, mắt mờ, chân chậm, thỉnh thoảng đáp lời cậu con trai út rồi bà lẩm bẩm: "Con Trân, thằng Ngân đi lâu lắm rồi chưa về, mẹ nhớ." "Mẹ ơi, hôm nay chúng con đưa chị Nhân, anh Trân về với mẹ đây." Lê Quyết Thắng, trưởng nhóm Tim Ly, ôm khung ảnh được bọc trong lá cờ Tổ quốc, đặt vào tay mẹ. Mẹ Thành run run: "Nhân ơi, Trân ơi, về với mẹ các con ơi." Mẹ ôm chặt tấm hình con, ghé sát mặt như thể thu vào mắt hình ảnh đứa con thân yêu đã đi xa hơn cả nửa thế kỷ. Nhận hai bức ảnh của hai người con liệt sĩ, một là thanh niên xung phong, một là bộ đội biên giới Tây Nam từ nhóm Tim Ly trao tặng. Mẹ nghẹn ngào ôm vào lòng như từng ôm những đứa con bé bỏng của mình. Cũng cảm xúc nghẹn ngào đó, mẹ Nguyễn Thị Ba bất ngờ đến rơi nước mắt khi được gặp lại người con của mình là liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng qua hình ảnh được nhóm Tim Ly phục dựng một cách sống động và chân thực. Mẹ Ba năm nay 96 tuổi, đôi tai đã nghẽn ngãng, nói cứ phải hét thật to mới nghe được. Mẹ nhiều khi quên quên nhớ nhớ, nhưng có một việc không bao giờ mẹ quên là nói chuyện với anh Đồng mỗi sáng. Ông Nguyễn Văn Tình, hôm nay mẹ được nhận món quà đặc biệt, đó là bức chân dung phục dựng ảnh màu của con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1957, quê Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Ngắm bức ảnh mẹ thốt lên: "Thằng Đồng đấy, hắn chụp ảnh với mẹ đấy. Cái bữa hắn đi tòng quân, hắn đẹp trai, học giỏi lắm, mỗi tội ri đi sớm quá." Đây là hai bức ảnh trong khoảng 300 bức chân dung các liệt sĩ đã được nhóm Tim Ly tiến hành phục dựng miễn phí trong suốt hơn một năm qua. Những bức ảnh màu sống động và chân thực được trao tới tay thân nhân liệt sĩ, đồng thời được đăng tải lên trên Facebook và kênh TikTok của các thành viên để nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, nhất là vào những dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ như 27 tháng 7 hôm nay.